tất cả những sản phẩm mà Kỳ Lân đang giao lưu với khách là những sản phẩm cao cấp, và những sản phẩm Kỳ Lân chọn cũng là những sản phẩm khó làm nhái, ít làm nhái, mà hầu như Kỳ Lân chọn là những sản phẩm tuyệt đối để mà tránh được vấn đề nhái luôn. Bởi vì xì gà các thương hiệu ở ngoài thị trường giả rất nhiều, vì vậy khi chúng ta thưởng thức những điếu xì gà như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Một sản phẩm cao cấp, một sản phẩm đẳng cấp thường sẽ chất lượng từ bề ngoài lẫn bên trong, từ bên trong lẫn bên ngoài. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, và hôm nay Kỳ Lân xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách một cái thú chơi, một cái thú chơi xa xỉ cũng như là một cái thú chơi đẳng cấp đỉnh cao. Vâng, trước mặt chúng ta đây là một hộp xì gà rất đẹp, rất sang, rất đẳng cấp Nicaragua. Đây là bản kỷ niệm 50 năm thành lập của hãng này. Và cái hãng này thì nó đẹp từ ở bên ngoài, bên trong, từ cái điếu xì gà đến chất lượng của hộp, về cả những cái giấy lót bên trong. Như chúng ta đã biết thì trước giờ mọi người quen thuộc với tên gọi xì gà Cuba. Đúng rồi, bởi vì xì gà Cuba đã gia nhập vào Việt Nam thuộc dạng đầu tiên và mọi người đã quen thuộc với nó. Và lúc trước thì gia nhập những cái sản phẩm từ các nước trên thế giới vào Việt Nam còn khó khăn. Và hôm nay, đến ngày hôm nay thì cái việc mà mở cửa hội nhập đến với các nước ở thế giới, đặc biệt là Trung Mỹ, trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, những cái xì gà khác, những cái thương hiệu xì gà khác ngon hơn xì gà Cuba cũng có nhiều. Bởi vì lúc đó thì mọi người chưa nhập được những loại xì gà khác nên là mọi người lúc nào cũng nghĩ là xì gà Cuba. Và xì gà Cuba cũng là một xì gà rất tốt, rất ngon. Nhưng mà đã quen thuộc với nhiều người quá và được nhiều người biết đến rồi, thành ra là cái hàng giả, hàng nhái cũng rất nhiều, hàng kém chất lượng, hàng trôi nổi thì bao la. Ví dụ như là xì gà Xích Lô 6 của Cuba rất là ngon, hàng xịn nha, và nó bị nhái rất nhiều. Một cái loại Xích Lô 6 thôi mà ở ngoài thị trường có rất nhiều những cái loại Xích Lô 6 giả, rất nhiều ở những cái chất lượng khác nhau, độ giả tinh tế khác nhau. Và như chúng ta đã biết, Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao, những sản phẩm cao cấp, những sản phẩm tuyển chọn. Và Kỳ Lân đã trải nghiệm, đã thưởng thức, đã tìm hiểu rất kỹ và đã qua sàng lọc rất nhiều và đã chọn ra được một cái dòng sản phẩm đến từ Nicaragua. Và sản phẩm từ Trung Mỹ này đã có mặt tại Kỳ Lân Luxury. Một sản phẩm cao cấp, một sản phẩm đẳng cấp thường sẽ chất lượng từ bề ngoài lẫn bên trong, từ bên trong lẫn bên ngoài. Nói chung là tất cả những cái họa tiết từ thiết kế logo, tem, hộp, bản lề, chữ, in, tất cả mọi chi tiết nó cũng đều là cao cấp. Cho dù chúng ta chưa từng thấy những cái sản phẩm chính hãng khác, ví dụ như là về điện thoại hay là về bất kỳ cái sản phẩm cao cấp nào, ví dụ như đồng hồ luôn chẳng hạn đi, thì chúng ta chưa nhìn thấy cái đồ chính hãng đi, nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái đồ nhái mà chúng ta chưa biết là nhái hay giả, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái độ tinh tế của nó, từ góc cạnh, từ cái logo, từ cái đường nét của nó, chúng ta có thể đoán được nó là hàng gì luôn. Nếu như nó là hàng giả, mình nhìn sẽ biết. Những cái đồ cao cấp, những cái đồ chính hãng á, thường nó sẽ rất là xuất sắc. Kỳ Lân nhấn mạnh từ dùng từ xuất sắc, từ góc cạnh, từ chi tiết, từ đường chỉ, đường kẻ, tất cả mọi cái chi tiết nhỏ của nó, chúng ta cũng thấy sự khác biệt. Ví dụ như xì gà đi, không phải chất lượng ở điếu xì gà không, mà cái hộp của nó cũng phải là chất lượng. Rồi từ cái bản lề nó cũng phải chất lượng, từ cái tem cũng phải chất lượng, từ cái tem này cũng phải chất lượng, từ cái chữ in cũng, từ cái màu mực chữ in cũng phải chất lượng. Đó là mình nhìn là mình biết được cao cấp. Hàng cao cấp nó phải tương đồng, tương xứng với tất cả mọi chi tiết với nhau. Rồi, bây giờ anh nhờ em lấy giùm anh một đĩa xì gà. Đây, quý khách nhìn xem, một cái sản phẩm cao cấp, một cái sản phẩm xịn sò, chắc cú 100%. Thì từ cái hộp nè, từ cái mí cạnh hộp nè, từ cái mực in chữ nè, từ cái tên từng in chữ nè, từ cái điếu thuốc và từ cái ni lông để mà bảo vệ điếu thuốc, từ cái cách ó keo của cái ni lông cũng rất là ngăn nắp và rất là đẹp. Rồi em lấy điếu thuốc ra ngoài giùm anh đi. Từ cái tem ngay chỗ này để chúng ta cầm nè, cũng phải khác biệt, từ cái màu mực chữ in, từ tất cả những cái chi tiết luôn. Và từ cái lá xì gà, cái màu của nó, mình nhìn cái màu xì gà như thế này là mình đã biết được. Nếu như là quý khách là người đã hút xì gà rồi và đã quen thuộc với xì gà rồi thì cần nhìn cái màu của lá thôi. Lá thuốc cuốn rất chất lượng, mà cầm điếu thuốc mình cầm mình sờ điếu thuốc thôi
mình đã thấy sự kích thích nè. Mùi tuyệt vời. Và nếu như quý khách có nhu cầu về những cái sản phẩm xì gà cao cấp đến từ Trung Mỹ, Nicaragua này, thì liên hệ với Kỳ Lăng cũng như là những phụ kiện bật lửa khò và đồ cắt xì gà hay là gạt tàn xì gà. Tất cả mọi cái này Kỳ Lăng đều có sẵn để phục vụ quý khách. Và xì gà Nicaragua đến từ Trung Mỹ ngày nay được nhiều người biết đến hơn và nó đã xuất hiện tại Kỳ Lăng Luxury rồi. Vì vậy Kỳ Lăng luôn luôn sẵn hàng để chờ đón, chào đón tất cả quý khách đến thưởng thức và trải nghiệm sản phẩm xì gà này. Đến với Kỳ Lăng thì tất cả những sản phẩm Kỳ Lăng chọn lọc để giao lưu với tất cả khách hàng, tất cả quý khách là những sản phẩm cao cấp và những sản phẩm ít có ngoài thị trường cũng như là không có nhái nhiều ở thị trường. Kỳ Lăng chỉ chọn những sản phẩm nào mà nó siêu cao cấp như vậy và chọn lọc những sản phẩm ngon và đẹp, từ ngon khi thưởng thức, từ đẹp qua hình thức cũng như là nhìn qua cái hộp, chất liệu hộp và tất cả mọi chi tiết để tạo nên một cái siêu phẩm xì gà ngon. Và ngày nay thì xì gà Nicaragua đã rất nổi tiếng rồi và mọi người đã quen thuộc dần với xì gà Nicaragua rồi. Bởi vì xì gà các thương hiệu ở ngoài thị trường giả rất nhiều. Vì vậy khi chúng ta thưởng thức những điếu xì gà như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như là ảnh hưởng đến phong cách, cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng của những cái điếu xì gà mình cầm và sẽ bị những người chuyên nghiệp xì gà đánh giá. Vì vậy mình phải cầm những điếu xì gà chất lượng, đẳng cấp đỉnh cao như vậy và những sản phẩm xì gà khó có nhái, khó có giả như vậy và nhập từ Trung Mỹ, Nicaragua. Và như trước kia thì chúng ta chưa biết đến Trung Mỹ nhiều về xì gà, nhưng mà ngày hôm nay thì chắc chắn chúng ta đã biết được là không phải xì gà Cuba là ngon nhất. Vì vậy hãy chọn đến với xì gà Nicaragua từ Trung Mỹ. Một khi chúng ta đã thưởng thức xì gà này rồi thì đảm bảo, Kỳ Lăng đảm bảo với quý khách là quý khách sẽ hài lòng và tuyệt đối hài lòng về cái xì gà này. Và Kỳ Lăng trải nghiệm rất nhiều và chưa có một ai chê về xì gà này, bởi vì nó là xì gà xịn, nhập từ đích thân từ Nicaragua, Trung Mỹ và nó hút rất là ngon, rất là thú vị. Một lần nữa Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và đã dành thời gian quý báu của mình để mà xem clip này. Kỳ Lăng cảm ơn rất nhiều và ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe kênh YouTube, đăng ký kênh YouTube này cũng như là like theo dõi fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn sắp tới Kỳ Lăng chuẩn bị ra mắt. Một lần nữa Kỳ Lăng cảm ơn và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.